nỗi oan thùng xốp. Đang chở đồ trên đường, chàng trai liền bị hỏi thăm và màn đáp trả nghi ngờ nhân sinh. Thùng xốp đựng đồ lặt vặt đã trở thành từ khóa hot nhất mạng xã hội từ sau câu chuyện đưa em đi xa. Nó dường như trở thành kiếp nạn của những tài ship hàng trên đường. Như chàng trai trong video show đang thông thả bắn tốc độ trên đường thì bị người lạ hỏi thăm và câu trả lời của anh kiểu: Anh chở gì anh ơi, chở gì ấy? Anh không chứng người em ơi. Riết rồi có nhiều chuyện anh không muốn nói. Cơ mà style Ninja League kính từ đầu đến chân, thêm quả thùng xốp dán kính thì nhân sinh không nghi ngờ cũng lạ. Thà hỏi lầm còn hơn bỏ sót. Nếu không muốn lên đồn uống nước trà một cách bất ngờ hay nhân sinh dòm ngó lúc khó không ai phụ thì anh phải chịu khó viết thêm caption lên trên rồi. Thời buổi ám ảnh này, thùng xốp rất dễ tới công chuyện. Dân tình cũng hoang mang online mà để lại bình luận như: báo công an. Cứ tưởng kinh tế khó khăn, chở cả thùng lương thực từ quê lên. Thấy thùng xốp là nghi lắm. Còn bạn, bạn có thắc mắc online như thanh niên trong video không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.